Phòng có hai cô đây. Phòng số 9. Tránh ra. Phòng có hai cô đó. Hãy là bạn cùng phòng tốt cả đời nha. Kinh khủng quá đi. Phòng gì mà bừa bộn quá à. Để ta sửa chữa cho cô Piper. Cứ để cho ta lo. Giường xong rồi nè. Cô cũng vậy, cô gái lượm thượm. Cô Piper, cô nên chọn tầng dưới ấy, an toàn hơn. Mình muốn ngủ trên tầng Reese. Phải sống đúng đời sinh viên chứ. Vấn đề là làm sao để leo lên đây. Cao quá đi mất. Yeah, mình có chăn nè. Ow. Alo, Henry, lái trực thăng đến đây ngay đi. Phải, khẩn cấp đó. Sao chứ? Wow, cái gì thế này? À, được rồi. Đúng rồi, Henry, cao hơn chút nữa. Tuyệt, đúng rồi đó. Đi thôi. Wow, đỉnh quá đi mất. Cậu có thấy không? Trực thăng thật đó hả? Cậu giàu quá đi. Cô Piper, đừng nói chuyện với thường dân chứ. Đây nè, ta đã mua thang cho cô nè. Ta muốn được tự do. Thả ta ra. Không, Reese, mình không thích cái chăn này. Kiếm cái khác đi. Được thôi, cô Piper. Mình cũng muốn trang trí lại chỗ ngủ nữa. Chào nha, đóng poster cũ rách. Hãy nghỉ hưu đi. Bà cô chán ngắt về rồi. Cô Piper, chiếc chăn mới này. Không, vẫn không thích. Còn cái này thì sao? Không. Đem đi đi. Việc này khó hơn là ta tưởng. Các cậu à, cậu thích cái chăn nào hơn dạ? Cái đầu tiên, cái thứ hai hay là thứ ba? Hãy bình luận ở dưới nha. Còn mình sẽ giữ hết đống này luôn. Ồ, đúng rồi. Chiếc chăn trơn tối giản. Đúng thứ mà mình cần rồi nè. Elsa, thành hình đi nào. Trò ghép hình đúng là ý hay mà. Henry, mình còn một bộ xếp hình nha. Phải lấy hết đống này xuống mới được. Đống đồ trang trí rẻ tiền này làm ta phát ốm. Với không tới. Phải liều thôi. Được rồi nè. Chào nha, đống áp phích. Xem mình tìm thấy gì nè. Này Reese, đống áp phích mà mình thích đâu rồi? Cô ném đi hết rồi. Cô vô tâm quá đi mất. Nè, đừng tức giận mà cô Piper. Đồ trang trí tường cực phong cách đây nè. Cái gì thế? Kiểu hình ghép đó. Cùng xếp lại và xem thử nào. Ồ, thích quá đi. Cái gì đây? Tên mình nè. Cô và đống trò xa hoa của cô. Sống như một sinh viên bình thường là thứ mà mình muốn. Sao cô cứ cản đường vậy? Ủa, Lisa, mình xin lỗi. Mình không cố ý. Giới nhà giàu cũng bi kịch dữ. Giường của mình thoải mái quá. Piper có cả bức tranh in hình tên cổ luôn. Mình cũng muốn nữa. Nhưng mà không mua nổi. Nhưng mà ít ra mình vẫn có thể mua được bút lông nè. Wow, mình cũng có tên trên tường rồi nè. Cái gì thế này? Cô Piper, ta đem mấy bức tranh đến nè. Không thích. Xem cái khung cực kỳ sang trọng này đi. Trường phái trước cách mạng Pháp này nổi lắm. Phải. Nhưng mình không cần đâu. Không thích bị đóng chặt trong cái khung vàng đâu. Nhưng dù sao, cảm ơn cô nhiều nha Reese. Mình vẫn sẽ treo chúng lên đó. Ủa, tờ giấy của mình cũng nghệ lắm đó nha. Chỉ cần một sợi dây thừng đủ mạnh. Nhiêu đây cũng đủ hài lòng rồi. Ao, mình bị sự xa hoa đánh trúng rồi. Cậu thấy tường chỗ mình thế nào? Không có khung tranh thì đẹp hơn nhỉ. Vậy cho mình mấy cái khung nha. Cậu cứ tự nhiên. Tên mình cũng thành kiệt tác rồi nè. Chỗ này cũng cần phải trang trí. Thôi ý này hay nè. Áp phích, thiệp với ánh sáng nữa. Chiếc giường lại càng thoải mái hơn rồi. Cậu thấy sao hả Piper? Wow,
nhìn tối giản quá. Ô không, cô ấy quay lại rồi. Cô Piper, mấy cái khung vàng phát đâu hết trơn rồi. Cô Piper, cô đâu rồi? À ha, thấy rồi nha. Được rồi, sao cô lại làm vậy với bức tường hả? Chẳng sang trọng tí nào. Không được nha. Cô ấy đến đó. Vào ngủ đi nào. Cô Piper, bắt buộc đọc hết đống sách mượn từ thư viện này như một hình phạt. Và thêm sách nữa nè. Không có gì gọi là quá nhiều văn chương cả. Sao chứ? Đống sách này đang bắt mình làm con tin nè. Không đời nào. Tránh ra đi. Các ngươi không chiếm lấy cái giường này được đâu. Có chuyện gì thế này? Mưa sách hả? Ồ, có vẻ như Caroline có thể dùng chúng đó. Mấy quyển này làm thành bàn thì hết sảy. Có mặt bàn nữa nè. Còn tìm miếng kính ở giữa nữa thôi. Cậu cho mình mượn tấm kính nha. Cảm ơn bạn nhiều. Chiếc bàn cực ngầu đã xong rồi. Nhưng mình cũng cần đèn đọc sách nữa. Như cái này nè. Nhưng mà mắc quá đi. Chuyện gì mình cũng tự làm được mà. Chùm sáng xuyên qua màn đêm thăm thẳm. Yêu, mùi như sơn á. Bóng đèn đây. Sáng hơn liền nè, thấy chưa? Thoải mái hơn nữa. Cô Piper, cô vứt hết sách rồi à? Kinh khủng quá đi mất. Sao cơ? Thành cái bàn dễ thương kia rồi. Sao cô dám so chúng với cái bàn rách này? Nghĩ lại thì cũng đáng yêu đó. Đúng vậy. Ta biết phải làm gì rồi. Cô ấy định làm gì vậy? Wow, Caroline, đây mới chính là căn phòng mình muốn đó. Ước gì mình có nó. Nhìn kìa, quái vật đang trèo lên đó. Ta cũng làm chỗ này thoải mái được vậy. Vàng, ánh sáng, mây. Dành mọi điều tốt nhất cho Piper. Cô Piper, nhìn đây nè. Thích không nào? Đáng yêu quá. Không, chỗ này là ký túc, không phải lâu đài. Sao cơ? Cái gì cũng không vừa ý cả. Wow, sao mình không giàu như vậy chứ? Mình cũng muốn có phòng xịn nữa. Cái gì thế này? Lời chào từ hai anh chàng lúc trước sao? Có chuyện gì vậy? Các cậu à, điều gì làm Caroline sợ đến như vậy? Thôi nào, hãy bình luận ở bên dưới giúp mình nha. À, cái gì cũng được trừ nó. Phew, sao mà cậu ta vừa cái này vậy? Được rồi, để xem có gì nào. Wow, mũ bảo hiểm. Có bóng nữa nè. Chơi thể thao được rồi. Còn cái gì đây ta? Đèn neon. Sao mà may quá vậy? Hoàn hảo luôn nè. Đỉnh quá đi. Mình đã luôn muốn có cả một rạp phim ở nhà rồi. Nhưng mà hết bỗng ngô rồi. Cô đi lấy thêm bỗng ngô nha. Đi mà. Đợi chút. Đây nè. Giờ không còn lo hết bỗng ngô giữa chừng rồi nha. Reese, thêm xô nữa đi. Cảm ơn. Ai cười đó? Vương miệng vàng nè. Không, chiếc chăn mềm nhất đây. Dừng lại đi Reese, ta không cần. Đưa cái gối đây nào. Dừng lại đi. Đặt nhiều vàng vào để sang trọng hơn nè. Đúng vậy. Ngã lưng đi cô Piper. Áo, đủ rồi. Không chịu nổi nữa rồi. Đem đống vàng và tiền đi đi. Quá mệt mỏi vì đống tiền xa hoa đó rồi nha. Mình chỉ muốn có cuộc sống đại học bình thường thôi mà. Sao cơ? Piper, đừng mà. Sao cậu lại phá hết vậy? Sao chứ? Nếu cậu không cần thì cho mình đi. Cậu lấy hết cũng được. Wow, cậu tốt quá đi mất. Không, mình không cần. Caroline, cậu muốn xem phòng của mình không?
cậu còn để lại thứ gì thế? Chẳng còn gì cả. Thật ra điều đó lại càng tuyệt. Chẳng còn sự xa hoa. Yeah, phong cách thật nha. Đúng vậy, ta hiểu rồi cô Piper. Tuyệt đó, ai thế này? Câu đó để mình hỏi mới đúng chứ. Sao lại ở phòng của mình? Phòng của chúng mình bên này đúng rồi mà. Số 9 nè. Mình không nghĩ như vậy đâu. Đây là phòng số 6. Số mấy cơ? Đợi đã. Caroline, phòng này là phòng mấy đây? Phòng của tớ. Tránh ra, mấy nữ hoàng sắc đẹp. Chào nha, về đúng phòng đi ha. Cậu ta làm cái gì thế? Sao cậu ta dám hả? Phòng số 9 nè. Đợi đã, nó giống số 6 hơn đó. Chỉ là hơi mệt mỏi và té ngửa thôi. Giờ đi tìm phòng thôi. Ta lại quay về và xuất phát rồi. Chịu không nổi nữa. Phi vụ này phải là của chúng tôi. Wow, vàng thiệt. Đã bán. Buổi đấu giá kết thúc. Tuyệt vời. Mình có tới trễ không? Chờ chút. Chúc mừng em mua được nó. Em sẽ không hối hận đâu. Thật sao? Ngôi nhà này quá tuyệt. Xứng đáng đầu tư. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Để anh lo. Ui, ngôi nhà dễ thương. Em đã tiết kiệm rất lâu. Cái gì đây? Em có thể mua ít nhất một phần nhỏ của căn nhà không? Đi mà. Thôi được, ra đây. Oh wow. Phải, rất đẹp. Nhưng em sẽ sống ở tầng dưới. Tầng 1 đây nè. Của em đó. Em rất thích nó. Lau dọn một chút. Ít nhất cũng có cái đèn. Anh lấy cái đèn nha. Sao cũng được. Cao quá. Oscar, anh làm thang đi. Hả, cái gì? Em muốn cái thảm mềm hơn. Anh lo việc này nha. Nhỏ bắt nạt ở trường mình kìa. Thôi kệ, mình còn việc khác phải làm. Trước tiên vứt rác đã. Ồ, là em làm phải không? Em ư, tất nhiên là không rồi. Nhớ mặt đó. Anh tìm được cái gối nè. Bỏ chiếc thảm xấu xí này đi. Được rồi, anh sẽ dọn hết. Tiếp theo là gì? Wow, mưa tiền. Có thảm nữa. Sẽ rất hữu dụng. Tuyệt. Mình sẽ đặt thêm cái cây rồi đi shopping. Cần chiếc ghế mềm thoải mái. Bây giờ đến việc mình thích nhất. Mình sẽ vẽ hết ghi quốc ghi. Hay là vẽ trang trí lên tường luôn nhỉ? Hoàn hảo. Mình có đủ bút chì và giấy bìa nha. Lại là anh ta. Chiếc thảm dễ thương. Nhưng còn thiếu một cây cảnh. Mang cho em cây đẹp nhất. Có ngay. Đẹp quá. Ồ, là gấu Teddy. Mềm mại quá đi mất. Em ấy hài lòng rồi. Gấu Teddy sẽ thay thế gối. Dùng giấy bìa dán tường luôn. Chỉ cần ghim lại là được. Tiếng gì vậy Oscar? Anh không biết. Chắc em nghe nhầm. Được rồi, giờ em đi ngủ. À, đầu của em. Tường cứng quá. Anh làm gì đi? Anh nghĩ ra cách rồi. Hài hước thiệt. Tấm vải từ bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế. Để làm gì? Bức tường nè. Được à nha. Anh mau làm đi. Nè, ghim của em. Vô duyên. Anh sẽ cố định ở đây. Và ở đây. Xong rồi. Tuyệt lắm. Bẫy của em.
Oscar, anh làm gì vậy? Ghim cà phê của em lên tường rồi. Đúng là thảm họa mà. Giọt nước mắt biến thành kim cương. Wow. Anh có gối nè. Tránh ra chỗ khác đi. Kim cương. Wow. Wow, nhiều gối ghê. Đúng món mình đang thiếu. Ôi trời, mình làm chơi bút chì. Ý tưởng hay. Cột dây buộc tóc quanh bút chì và dùng nó như cây cọ. Tuyệt. Giờ là một mẩu giấy. Vò nhau rồi, nhúng vào màu luôn. Nếu dùng chính hộp màu để tô thì sao nhỉ? Được rồi nè. Tay mình dơ quá. Đã vậy thì tô bằng ngón tay luôn. Hay quá. Giờ thì đi rửa tay thôi. Và đặt kim cương vào đây là chuẩn luôn. Hoàn hảo. Mình thích nó. Phải di chuyển bút chì và màu. Ok. Bức tranh của mình đẹp hơn rồi nè. Một bút chì sẽ ở đây. Và một chậu cây. Hai chậu luôn. Còn màu thì để vào giỏ. Yes. Cuốn tập đựng vào ba lô. Cái gì đây? Cuốn lịch. Sắp tới sinh nhật mình rồi. Và mình lại ăn mừng nó trong cô đơn sao? Quá đẹp phải không? Gì đây? Lịch đó. Sắp tới sinh nhật của mình rồi mà mình quên mất. Oscar, anh đâu rồi? Anh ấy mất tích rồi hả? Anh đây, anh có cái này. Chờ chút, phải bất ngờ đó nha. Ta-da. Cái đèn bé xíu. Hết rồi sao? Em cần nhiều ánh sáng. Một thỏi vàng sẽ thắp sáng cả căn phòng. Xong rồi. Mở nhạc nào. Quẩy lên. Yahoo. Phiền quá đi mất. Bọn họ làm gì trên đó vậy? Đủ rồi nha. Mình phải làm gì đó. Xong ngay trần nhà cách âm. Gì đây? Oscar làm rơi bóng đèn. Giờ nó là của mình. Sao gắn lên ta? Dùng dập ghim. Đây rồi. Cô ấy lại nữa. Bắt tay vào việc. Mình sẽ trải nó ra. Trần nhà sáng lấp lánh. Wow, thật lãng mạn. Anh cầm nè. Đây nữa. Mua khung ảnh vàng nha. Lại là anh ta. Anh đừng đi lên đi xuống nữa được không? Oops. Đây. Để em coi anh mua cái gì. Không, cái khung phải to cơ. Anh hiểu chưa? Đi đi. Lại tiếp tục rồi đấy. Quá đủ rồi nha. Này được không? Dễ thương đó. Nhưng không, phải lớn hơn. Đi đi. Giờ thì sao? Không, lớn nữa. Wow, ngã rồi. Oscar, anh đây. Cuối cùng là anh có làm cầu thang không đây? Ai hét vậy? Kệ đi. Mình sẽ biến cuộn chỉ thành đồ trang trí phòng. Đây rồi, chính là cái em muốn. Anh đi đi. Một phút thôi. Anh sẽ làm cái thang. Sao ảnh ầm ĩ vậy? Chịu không nổi luôn.
hết cưa lại đến khoan. Ôi không, mùi gì đây? Giờ lại còn sơn nữa hả? Anh làm những gì anh muốn. Việc này em làm tốt. Đã xong chiếc thang, việc còn lại là bọc vải lông. Xong. Wow, anh làm được cái thang thiệt hả? Quá đỉnh. Thang này thật mềm mại và ồn ào. Tất cả là tại anh. Nhưng mình biết phải làm gì. Bức tường đan sẽ che nó lại. Còn thiếu gì đó. Ánh sáng. Đèn lồng giúp không khí ấm áp hơn. Vẫn còn nhiều len. Nhưng mình quá mệt rồi. Phải nghỉ ngơi đã. Đèn lồng, cây cảnh. Wow, cái gì đây? Thôi kệ đi. Cành cây vàng thật lung linh. Anh có cái này nè. Thêm nhiều đồ trang trí. Cảm ơn anh. Đưa em cái ghim đi. Tuyệt. Vòng bách giấc mơ. Giờ thì em không lo gặp ác mộng nữa. Trời sáng rồi. Hôm nay là sinh nhật mình. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Qua bàn bánh sinh nhật và mũ sinh nhật. Ăn mừng một mình chẳng vui gì hết. Piper, dậy đi. Trời sáng rồi sao? Sinh nhật vui vẻ nha. Quà tặng em nè. Hả? Hôm nay anh có bất ngờ đây. Đi theo anh. Wow, xích đu vàng. Tặng em. Thật tuyệt vời. Tiếng gì vậy? Hôm nay là sinh nhật, nhưng chỉ có một mình. Ai đây? Phải làm cho rõ chuyện này. Ôi không. Xin chào. Wow, chỗ này đẹp quá. Bạn tự trang trí sao? Bạn giỏi quá đi. Hôm nay cũng là sinh nhật mình đó. Trùng hợp ghê. Mình tặng quà bạn nha. Oscar, anh làm xích đu cho bạn hàng xóm nha. Ok. Bạn thấy thích không? Thích lắm luôn. Nhưng Oscar thì vẫn chê nha. Hai người chơi với nhau vui thật đó. Wow. Hàm lam. Nhưng mình rất vui khi chúng ta là bạn. Thích quá đi.